Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đi chơi về đấy thì Mai vào bếp chuẩn bị món ăn tối nay. Các anh thì trung thành với lại cái món thịt bò nhá, bò áp chảo. Tối nay thì Mai làm khoai tây để các anh ăn cùng. Còn đôi Mai chuẩn bị cho các chị món thịt sốt cà chua và sốt kèm với cá hồi đó. Thì nói chuẩn ra là cá hồi sốt với lại thịt sốt cà chua. Đó, để cho ăn kèm, nếu mà ai không thích cá thì có thể ăn thịt, mà ai không thích thịt thì ăn cá, để hòa lẫn với nhau. Cái món này rất là thích nhé, món này thì ông xã Mai cũng có thể ăn được, nên là Mai làm như vậy để con Mai và ông xã Mai và tất cả các anh chị đều ăn được nhé. Thì món này rất là đơn giản, chỉ cần Mai làm chảo nóng lên, Mai cho một chút dầu ô liu vào, Mai xào hành tây, Mai cắt hạt lựu, sau đó là Mai xào thơm hành tây lên, Mai cho thịt vào, Mai xào cho cà chua vào, xong Mai cho gia vị vừa vặn vào. Sau Mai nấu cà chua khi chín nhuyễn là được. Và cuối cùng thì cá hồi Mai chiên ở bên cạnh, chiên nó chỉ cháy cái phần da cá rồi nhá. Sau đó là Mai đổ sốt thịt và cà chua vào. Thế là nêm nêm gia vị vừa ý, là cho tiêu với lại hành mùi vào. Thế là xong. Không, anh hút vào đấy để tự rửa chứ mình không phải rửa. Anh hút vào thôi để mình rửa. Anh đang hỏi là anh muốn uống rượu gì, trắng hay đỏ? Đỏ. I prefer rouge. Chỉ xuất tiên bottle ba và sử lý kia vừa hút tiên bottle. Anh có chai bottle, anh có muốn uống thử không? Có. Còn nếu mà không thích em lại quay lại cái rượu anh thích. Anh yên tâm, rượu anh thích em thích. Rượu anh thích lấy đã mua một thùng rồi mà. Đấy, bác Ngọc bây giờ mà cái là cứ tự ra ly nhá. Khoái rồi. Đây nhá, đây là món khoai tây. Khoai tây Mai chiên lên để chút nữa ăn kèm với lại bò áp chảo, bistec. Đấy, và đây là cái món thịt sốt cá chua của Mai đã xong nhá. Chút nữa thì Mai chỉ có chiên cá hồi cháy cạnh đi, cháy cái phần da của nó đấy, sau đó là Mai đổ vào nữa. Là món ăn đã xong, ăn cùng với rau sống và cơm trắng thì hết sảy luôn đấy. Chết rồi. Hai anh bây giờ bỏ được chứ, nhìn em Mai là quen việc rồi. Rồi ơi, đấy. Cô đúng đến giờ là cô đúng ra đĩa, mỗi người một đĩa. Đấy là hai chị một giờ thôi nhá. Còn này là em là hơi ghen kích với hai chị rồi đấy. Anh bồi chuẩn luôn. Biết ăn thì biết làm chứ. Ăn được. Rồi, chị Minh với này chị Phúc đâu rồi? Thôi để trong hai góc nhà trong. Thấy chưa? Cái này là cái mà em tỉnh với hai chị đấy. Anh Ngọc sáng hút nhà, chiều hút bụi. Trời ơi. Thế thì bây giờ ở đây hai tuần anh Ngọc đào tạo chồng em của em đấy. Bây giờ công việc của anh là giúp em đào tạo chồng em. Chồng em làm việc khác rồi. Cứ đem rượu ra đây mà. Đúng rồi, mỗi tự cứ đem rượu ra mà không vỡ thì. Mở. Il a déjà 10 ans le bordeaux. 9 ans. Anh ấy bảo là cái chai rượu bordeaux này đã 9 năm rồi đấy. Ừ. Nhìn chai Pháp bọn chị thèm lắm, nhưng mà thật sự là tôi không sang Pháp cả. Anh Hồng cũng học được chai Pháp nhiều khá rồi đấy. Hôm nay chồng mình coi như là nói chung là về cái môn mà mở rượu là anh chắc sáng nay là quét nhà hả? Sáng quét nhà vừa hút bụi xong rồi bắt đầu là vừa anh đổ rác cho em, xong rồi là anh Hồng ô tô mà thích làm bàn. Ủa đây là anh nhìn thấy Mai là anh làm rồi, sợ chưa? Sáng chưa? Ngọc là chuyên về mở rượu nên là chắc dài khác. Thì chị làm cái sốt được không? Thế em làm sốt đơn giản như này thôi. Xong rồi em chiên cá hồi em bắt đầu mới cho vào. Đơn giản của em thế này. Thôi chị lấy cái cá hồi thì lại cá hồi em cho vào đây nó chín này là rán. Tí em sẽ phải chiên riêng cho nó cháy cái cạnh đi. Còn đây là ok. Không, anh chưa ăn cái sốt này ở ấy nghĩa rồi, nhìn trông nó hấp dẫn lắm. Đây là chưa có gia vị gì. Có gia vị rồi. Anh chị ra bán cũng rồi.
viêm họng thì nó mới sốt đấy. Nhưng mà không chủ quan, nên tắm. Đấy, đang nói là cái rượu của bo đồ đấy. Là cái chai này đấy. Của cái khu bo đồ chứ không phải cái chai này. Première côte de Bordeaux, c'est tout autour. Ça c'est les grands crus. Đấy, đấy là grand cru là cái loại rượu đắt đỏ ở Bordeaux đấy. Anh ấy bảo anh làm việc ấy, anh làm việc ở đâu đấy? Anh làm việc ở đấy. Anh ấy rất thích cái số 10 đấy, Côte de Bordeaux là cái tên của cái chai rượu ở cái loại rượu đấy. Đấy. À còn cái chỗ mà anh chỉ cho anh là nó quá đắt, anh chưa giàu được uống. Anh bảo là giống như là cái chỗ bôn hôm nay đó, là quá đắt anh chưa được uống luôn. Không. Mai chợ anh ấy mai chỗ không đắt đâu, nó chỉ là khu em thôi. Đấy. Cái đấy là cái những cái chỗ mà anh chỉ cho anh những chỗ đắt đấy, nên là rượu đấy anh chưa được thử bao giờ. Ấy như chẳng hạn đến chỗ này này thì đắt. Hôm nay có chai rượu em bảo là anh mua về đẹp thế đấy. Mình để mà anh nói để luôn. Nào. Chaki. 1 2 3. Zo 2 3. Zo 2 3. Uống. Em rất thích là anh thích bo đồ, tại ở Việt Nam anh thường uống bo đồ mà. Anh ấy bảo là có cái rượu Pommier Cru, Deuxième Cru có là số 1, số 2 đấy, số 3 đấy. Nhưng mà nó còn cái loại đặc biệt nữa là rất là đắt, như là bôn với dẫn anh chị đi ấy, nó đắt lắm. Và nó cái chai đơn giản của nó đã vài trăm rồi, nên là anh ấy chưa được bao giờ được uống chai đấy. Ngày xưa thì có bố chồng em có thỉnh thoảng cầm những chai ngon sang thôi, nhưng mà bản thân bọn chồng em thì chưa được mua. Đấy, với bố chồng em vừa nói xong thì anh nói là với bố chồng anh em thì uống cái loại chai rượu Chateau là lâu đài gì đấy. C'est à peu près combien à bout de taille? Oui. Mais le Chateau Niquem, il y en a qu'un, c'est le vin sucré. Anh ấy bảo là cái Chateau đấy là chỉ có một loại rượu đấy, nó rất là nổi tiếng. C'est vin blanc sucré. Mà loại rượu trắng nó rất là ngọt. Là cái chai rượu đấy là bố em hay cầm cho nhà em uống đấy, là anh chỉ được uống với bố thôi chứ bọn em chưa được mua. Cái chai c'est moins cher, c'est ça? 60. 2021. Đó. Anh nghe, có nghĩa rằng là cái chai mà 2021 ấy, giá của nó là 372.000 của một chai rồi. Còn những cái chai lâu đời kia thì nó phải 400-600 là cái chai bố cầm nhà em uống đó. Nhưng mà bố cầm sang thôi chứ bọn em thì chưa có chai rượu đấy đâu. Đấy, đấy là cái chai rượu đấy. Cái hai cái nho trồng ở một cái vùng đất mà đặc biệt. Anh ấy nói là không có một cái thứ hai để ra mà chỉ có duy nhất cái lâu đài để làm thôi. Có nghĩa là khi mà anh mua cái chai rượu này, cái tên này là chỉ có một thôi. Ok, bây giờ là xong rồi nhé. Mai cho một ít rau thơm vào là xong. Mày cho một chút tiêu vào nữa là xong. Ok, bữa tối đã xong rồi nhé. Hôm nay thì thay đổi ý định này. Mai hai anh thấy Mai làm cái sốt cà ngon quá và thay đổi không muốn ăn thịt bò nữa. Thì không biết thế nào, thế là ông xã cũng đu theo thôi, không được ăn thịt bò nữa. Nhưng đặc biệt là cái sốt này ấy, của ông xã ấy, ông xã cũng thích lắm nhá. Bông có thể ăn cơm không? Và đây, bây giờ phải ăn khoai tây với cá hồi sốt bò. Cơm trắng rau sống. Mai mời cô chú anh chị các bạn ra các bạn ăn cơm gia đình Mai. Bây giờ là mình hút vào bát mình trực tiếp anh hút vào. Cẩn thận đâu, có con cá hồi bên dưới nó vỡ anh. Ok. Đấy, sao anh cho thêm sốt không nhá? Ngon cơm mẹ nấu. Chứ rồi, nếu mà xuất ý thì phải làm thêm con cá hồi rồi. Nhưng mà xuất ý. Anh ăn nó. Bây giờ xí. Em sẽ làm 3-4 loại xuất ý.
ý cho anh, mà xuất ý thì đặc biệt chồng em với em rất là thích. Idi em riêng the chú xin là la sốt the bolognese, la sốt the italian gì đó không sao? Không, cái này cũng có gì nhỉ? Chú xin, chú lấy cho anh một miếng một em, lấy một miếng ạ. Anh thì ăn sự việt hơn cả chồng em đó. Vâng. Món này ăn ngon phết nhỉ? Đâu anh? Ăn hợp nên kiên kiên. Con đẹp khoai ngon. Ôi giời, thế thì em lại đi khoai. Đúng rồi. Khoai này mà trên chỗ này ăn bên rau hồi ngon lắm, không ăn bên bò ngon lắm. Ăn rau sống nữa. Nhưng mà em sẽ cho một chút cái rau thơm lên đây vào cái ép khô bóng và nó thơm ngon lắm. Anh thấy rau hồi không? Anh Hồng ăn thử đi, nó chỉ chín tới. Rau hồi chín kỹ thì nó sẽ bị khô. Đúng rồi. Em áp đúng một cái chảo là cái vỏ cá hồi thôi, cái da cá hồi thôi. Chả em cái cá hồi còn sống nguyên, anh thấy không? Cho vào sổi áp xong luôn. Được. Nóng. Bánh mì tôi chưa còn, nhớ cho anh muốn. Rồi hạnh phúc là sao bên đây, em cứ sợ là không đúng hơn gì để chứng minh được chuyên thông Việt Nam. Ôi em chạy đi rồi hết. Ê chị đừng nói câu đấy nhá. Nó là nhiều nhiều sao đấy. Nó nói em đi, em sao đấy. Nhiều quả cà chua đấy. Không có thì ăn được. Quả cà chua đấy có to hơn. Nó là người Việt hơn, không phải Tây. Nó đấy là nó không không không. Chị vẫn ăn bình thường. Ăn ít hay ăn nhiều thôi. Nhưng mà đây chị vẫn ăn được bình thường. Tất nhiên là ít nhiều thôi, giống như mày đi năm ngoái đấy. Em cũng mong làm sao được, chị ăn ít thôi. Thế ngày mai béo ị ra chị chết. Thế là ngày mai nếu mà chị muốn ăn ít nhất thì trưa mai em phải có. Trưa mai đi ăn món này rất là ngon. Em sẽ nấu cơm xong là mình trộn với nước sao trứng ngon lắm. Nước sao trứng này để đi nha. Chị ăn. Chị uống này tập tập theo em một nước sao trứng cho này nè. Thật. Ngày đúng một bữa thôi. Thật cũng được để học theo ấy. Cái này thì chị quyết tâm làm khi nào được rồi sang đây mới làm cái gì? Muốn là có đồng binh. Đồng đội rồi, nói nhỉ? Anh cũng bảo chúc anh đó mà. Bà cứ ăn thế này thì thôi, không biết rồi. Đi theo cái thầy. Nhưng mà chúc giá khó gì đâu. Nhưng mà bà ăn kiểu đấy nhá. Nhưng mà bà phải vẫn phải nấu nướng cho con như là kiểu như là má để tôi chứ bà lại bắt em bọn chồng với con ăn theo kiểu này vậy thì làm sao mà chịu được? Bởi ra là Hải Long. Tôi là tôi phục vụ, hỏi ông Ngọc xem tôi ăn rất ít nhưng mà tôi phục vụ. Bố con đầy đủ luôn. Tại vì em tại sao anh chị sang hỏi anh chị thích ăn gì? Vì gia đình chồng em từng thành viên, kể cả đến bố vợ mẹ kế, thành viên con cháu với họ hàng là ai ăn cái gì em biết đấy. Ai không thích ăn cái gì thì em sẽ không nấu cái món đấy. Còn nếu mà cái số đông mà tới những 12 người thích mà chỉ có 2 người không thích ấy, em sẽ nấu riêng cái món hai người không thích ra. Đó thì là em sẽ biết từng thành viên một từng hàng. Tại vì như này mọi người thì nghĩ là em chiều mọi người, nhưng mà trong cái nghề của em thì em nghĩ là không phải là mình chiều cái tâm của mình mà là như này em mất công đi chợ, chị cũng phải một lần đi, chị cũng mất công mua đồ, chị cũng mất công chế biến. Em hỏi chị con như các hồi này em áp chảo rất là nhanh, làm rất là nhanh. Nếu chị thích nhà gấp bao lần. Em cũng mất công đi làm con gà luộc thêm gà ướp muối hay là gà quay mà quay những hàng 2-3 tiếng. Đúng rồi. Mà cuối cùng chị không thích. Thế còn là phí cái thời gian của em không? Đúng rồi. Thế nên là cả là món đơn giản mà mọi người không thích mình cũng không vui đúng không? Đó, quan trọng nhất là mọi người thích luôn thì tại vì đang làm mất công. Đang làm mất công em nấu. Ví dụ như anh chị không thích hay không ăn thì em đã không phải nấu. Nhưng mà cái đây không phải cái tính là cái giá trị của cái món ăn, là cái giá trị của cái công. Giá trị tinh thần. Em cũng mất công để nấu. Mà nấu cái món mọi người không thích thì coi như là em thất bại rồi. Vì vậy thì em hỏi mọi người ăn gì. Ăn là bất cứ khách đến nhà em sẽ biết ăn cái gì, mà ăn cái gì em cứ tự nấu. Nói chung là đến nay anh thấy là lại tìm được một người có tinh thần trách nhiệm và hy sinh cho mọi người. Đấy, nếu mà em lại nói lại như hôm qua đấy, nếu mà em nói hy sinh thì nó quá lớn lao một cái điều em chưa làm được. Việc đầu tiên đấy là khi em bước chân sang đây đấy là chủ nhật nắm cơm nhà bố chồng em. Khi mà ai cho mình cái gì đấy, việc đầu tiên là mình phải cảm nhận đấy. Và mình phải muốn trả lại, đền đáp lại cái điều đó. Và em có sức khỏe, em không đi làm, tại sao em không nấu mời bố mẹ mà để mẹ hai già và biết nấu ăn.
làm việc một cách mặt công bằng nhá, là đơn giản hơn cái suy nghĩ của mình. Cái điều thứ hai đó, anh nói hy sinh thì được quá lớn lao, phải hy sinh nó phải là cái gì đó. Còn đây ấy, là cái sự quan tâm, sự yêu thương. Tại vì cái mà mình cho đưa thì mình sẽ được nhận lại. Anh đến nhà em, anh thấy không? Nhà em đâu có phải là nhà lầu xe hơi. Nhưng mà đất thì là anh đang tầng 7 mà anh tưởng tầng 1, đúng không? Đến nhà em không phải là biệt thự hay vi là không mà đến cao nhà em là cái tình cảm của em thì... Không, nhưng mà để được cái đất rộng như thế này ở bên nhà bạn anh là cũng là vấn đề lớn. Tại sao ông xây lên tận ngoài kia mà để hẳn một cái khoảng không này, đúng không? Tại vì ở bao nhiêu chị? Đúng rồi. Em nói thật nhá, nếu mà tính như công bằng thì gấp bao lâu nay em mới đón anh chị? Đúng rồi. Mà anh chị ở nhà em được có 5 ngày. Ừ. Đúng. Nhưng nếu có điều kiện em cũng không xây cái nhà 7 tầng không để đợi 5 năm mới đón một lượt khách để làm cái gì? Tại vì hàng ngày em sống một tháng đủ 3 ngày tại căn nhà này. Anh hiểu em giống như hàng ngày ăn cái bàn này này, chỉ cần đủ cho 4 người đủ rồi. Em mua cái bàn 3 người để đợi khách xong 5 tháng sau, 5 sáu có khách. Để làm gì? Mình sống là sống cho mình. Còn anh đến nhà em là vì cái tình cảm của bọn em. Vì tình cảm của anh em mình quý nhau chứ không phải vì cái nhà em nhà to nhà nhỏ. Em nói thật, nếu em có nhà to mà anh không quý em mà anh không ở tới đâu. Em nói thật lòng đấy. Nâng một cái chúc mừng si có một cô vợ rất là tuyệt vời nha. Bạn anh bảo là và anh cũng hãnh diện là khi có một cô gái Việt Nam đấy là đàn chiều lòng được người chàng trai đất Pháp. Trời ơi, anh làm như thế là có nghĩa là em anh mới cao giá được không? Y đi lấy là thế không có một cơ mua je peux faire plaisir à toi đi mổ je vào mạ đi victoire pour faire plaisir. Em nói thẳng là em không phải lấy anh để làm cho anh vui. Tại vì là trong cái hôn nhân á, hạnh phúc gia đình ấy thì không phải một người xây được. Nếu mà bây giờ chị mà cứ ve bờ mà anh cứ tát nước ra ngoài ấy, hay là anh lắc bờ mà chị dẫn nước chảy đi thì nó không vô nghĩa. Nó phải xây từ hai bên. Và cảm xúc ở đấy không phải là em nói anh yêu anh mới là cảm xúc. Anh cảm nhận được điều đó thì anh sẽ đáp lại. Không, đây là cái trong cái mà anh cảm nhận. Anh mà chúc mừng Chu Chi thôi. Cái này là với anh nói là hy sinh, tại vì hy sinh rất lớn lao. Tại vì em vừa nói với anh ấy, hiện anh thấy ở bên đây có rất nhiều người vợ nhá, họ làm họ liệt nửa người, chồng vẫn bế ra xe đi dạo với vợ, chứ không phải là chỉ một lần đưa cô đi chợ hay đưa cô đi những cái việc mà cần thiết đâu, nhưng mà anh đi dạo, anh sẽ đi dạo cùng với em. Thì cái sự yêu thương khi mà người ta nhìn vào đó, người ta thấy ông chồng quá tuyệt vời, tại vì họ giàu là giàu tình cảm, giàu sự yêu thương thì mình mới trân trọng người đàn ông đó. Còn ông ấy có là triệu phú hay tỷ phú mà không vợ mà như thế mà bỏ vợ lấy người khác thì quá đơn giản thôi, ai làm được. Hôm nay bạn anh chứng kiến nhiều cái cặp đôi là các cụ già già ấy, hầu như anh hầu như đứng chụp với ông bà, nhưng người ta cũng rất là thân thiện, trân trọng. Bên đây nó khác cái này này, đã một khi mà cái nồi đó không đấy mà cái nồi lại cái cơm không ngon thì nó không cố ăn cơm sống để làm gì. Tại sao không mắng chị một cái là một là phải đắn cái bông đấy cho nó vừa cái nồi, hai là bỏ cái nồi béo để vừa cái bông. Còn một khi mà cơm mà sống anh ăn một bữa cho anh ăn đến 10 bữa, anh ăn đến 1 năm thì mới chán. Thì tại sao cuộc đời được quyền lựa chọn một cơm ngon mà anh cứ phải ăn cơm sống làm gì? Anh sống cho chính bản thân này. Thì khi người ta đã tìm được đúng người vợ, người chồng mà người ta cảm giác như là hạnh phúc, người ta cảm giác hào hạng người ta, thì người ta trân trọng đến cuối cùng chứ không vì một cái gì hết, họ rất là trân trọng. Tại vì anh chăm vợ anh chăm ai, hoặc chị chăm ai, hạnh phúc khi làm điều đó, hạnh phúc khi cho đi, và hạnh phúc khi quan tâm người mình yêu. Và đặc biệt là khi mình giàu mình mới cho đi, còn mình nghèo thì mình mãi mãi chỉ là người ăn xin thôi. Đừng nói ăn xin vật chất nhá, mà ăn xin về tình cảm cũng là ăn xin đấy. Cho nên anh cứ cho được bao nhiêu chị đấy là anh là người giàu. Một cách thì mình giải được, tình cảm thì nó khó. Thế nên là những cái đôi bỏ nhau là hầu như là vì tình cảm sức khỏe đầu tiên, thì sau đó mình đánh vào chất thì chưa có ai mà lao vào chất cả. Đúng rồi. Nguyên nhân chính vẫn là tình cảm. Tình cảm đầu tiên. Thì là cái mảnh ghép ấy, tức là nó có hợp kiểu. Anh ấy thích cái món này thế còn nguyên nhân là do ai thì chồng em chưa biết cả. Chồng em chưa biết cả. Sốt thì nhớ là thích. Nhưng mà hơi nhiều thịt. Hơi nhiều thịt ạ? Hơi nhiều thịt. Em vẫn còn cá em cất đi. À không, tức là cái sốt này em cho nhiều thịt. Thì... Ừ. Em có thể cho thêm sốt cà chua nữa. Nhưng mà đặt đây, đặt đây. Chị sợ đến hôm nay em ta đưa ra bọn chị ra sân may là chị nhớ ấy.
Ừ. Bị dịn đấy. Có nghĩa là anh phải về thôi, anh phải về thôi, xem thôi. Xa hàng cây đêm hòa hàng hồ. Anh nhỏ để lại trong ta sao xuyên bồi hồi. Cháu không hiểu gì luôn. Nhưng mà đúng thật nhỉ, trong cái hội chị em mình chơi còn đúng lại hai chị em, người ta gọi là cùng một tần số. Ngon là đấy, rất là ngon. Xin tới đâu, ngon. Ngon đấy. Em nấu có thể anh thích, thì anh thích rồi. Bởi vì thật ra là lần đầu tiên anh ăn cái món ăn hồi kiểu này. Em nấu cái này để cho những người mà thích ăn thịt đấy thì họ có thể ăn cá hồi. Nhưng mà nhà này toàn là rán không thôi. Đấy. Ăn rán chi đây không thôi. Anh nhìn hai con rau này, hay ăn rau. Mỗi hôm ngóng nhé, 5 ngày, mỗi hôm ngóng trả là ngày nào, lúc này anh nào. Chưa mai là con món bánh chưng chiên nhá. Em nhớ là sáng nay ấy, em bảo là sáng nay đúng không? Bánh chưng chiên là em để trong tủ à. Vâng, em để trong tủ à. Vâng, em để tủ. Ai mang được Việt Nam sang em à? Dạ vâng ạ, à không em mua bên đây, người ta làm ngon. Mẹ món này gọi là vui như Tết ấy. Ok, mọi người đã ăn xong rồi nhé. Bây giờ mọi người ngồi nói chuyện và ăn trái cây trắng miệng. Mai rất là vui nhé. Hôm nay Mai làm món cá hồi sốt thịt với lại cà chua đấy. Thì hầu như là chị Minh thì thích ăn đồ Việt. Còn đâu là hai anh kia thì mình có chưa Mai chưa có hiểu cái tính cách của anh ăn uống như nào, sở thích như nào. Mà mỗi lần mà Mai hỏi là anh chị thích ăn cái gì để Mai chuẩn bị thì cứ cái gì chị cũng ăn. Cho nên là hôm nay là Mai nấu trong như kiểu nấu trong bóng tối ấy, chứ không biết là có thích hay không. Nhưng mà anh rất thích ăn cái món bò rồi, nên là Mai lúc nào cũng có bò trong nhà chuẩn bị bò. Nhưng mà hôm nay thấy Mai làm xong cái món cá hồi sốt cá với thịt này đấy, là anh ấy đổi món luôn. Mai rất là vui và cái món coi như gần hết rồi. Bây giờ thì các anh em ăn xong ngồi nói chuyện cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu của chú anh chị các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.